Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay 12 tháng 1 đã là 21 tháng Chạp. Thời tiết có xu hướng chuyển tốt tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, thuận lợi hơn cho mọi hoạt động mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của người dân. Cụ thể, ở miền Bắc trong buổi sáng trời còn nhiều mây, có sương mù lẫn mưa nhỏ, tập trung ở phía Đông Bắc Bộ do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào. Đến trưa chiều trời tạnh ráo, thậm chí là có nắng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 24 cho tới 26 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ở mức là 22 đến 24 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng xuất hiện nhiều thì nhiệt độ mới tăng nhanh. Với miền Trung, tình trạng mây nhiều còn diễn ra ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, tuy nhiên mưa giảm còn một vài nơi. Nên nhiệt ngày ở đây sẽ tăng lên mức từ 23 cho tới 26 độ. Đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết nắng ấm trở lại sau cả một tuần mưa rả rích. Nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho tới 30 độ. Trong khi đó, ở phía Nam, gió đông không còn ảnh hưởng, rãnh thấp xích đạo thì cũng dịch chuyển gần về phía xích đạo hơn, không còn ảnh hưởng nữa. Vì thế, ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo trở lại. Tuy nhiên, cường độ nắng chưa mạnh, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết, biển. Trên cả hai huyện đảo là khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì gió nhẹ, sóng thấp và biển lặng. Với khu vực biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 3, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Như vậy, trong hôm nay, Bắc Bộ còn có mưa rải rác vào buổi sáng, sau tạnh ráo và hửng nắng gián đoạn. Các khu vực còn lại cũng giảm mưa nhanh, tiết trời thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Và đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.